Thưa quý vị, năm 2021, khi dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã triển khai ứng dụng VNEID để hỗ trợ người dân khai báo y tế và di chuyển. Với mã QR trên app, người dân có thể dễ dàng khai báo bằng cách quét mã tại các chốt kiểm soát. Sau khi hết giai đoạn giãn cách, tưởng chừng app VNEID sẽ không còn tác dụng nữa. Tuy nhiên, vào đầu tháng 7 năm 2022, Cục C06 Bộ Công an đã chính thức công bố VNEID là ứng dụng định danh điện tử. Theo đó, ứng dụng định danh điện tử VNEID có giá trị tương đương các các công dân gắn chip vật lý, phục vụ các cơ quan chức năng, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính mà không cần trình các các công dân gắn chip. Liên quan nội dung trên, Tại buổi họp giao ban công tác tư pháp quý 3 2022, ông Nguyễn Triều Lưu, trưởng phòng hộ tịch quốc tịch Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh cho biết, kể từ ngày 1 tháng 1 2023, số hộ khẩu sẽ không còn giá trị, trong khi đó theo quy định về đăng ký hộ tịch thì công dân phải nộp giấy tờ chứng minh về nơi cư trú, người dân hay sử dụng số hộ khẩu để chứng minh. Thông tin cư trú trên các công dân có thể thay đổi và không được cập nhật thường xuyên. Công dân có thay đổi thông tin đã in trên thẻ, nhưng người dân không làm thủ tục đổi căn cứ công dân nhưng thông tin trong tài khoản định danh điện tử app VNEID thì sẽ được cập nhật thường xuyên và chính xác nhất. Do đó, theo ông Lưu, trong thời gian tới, nếu người dân có liên hệ để thực hiện các thủ tục liên quan đến hộ tịch, thì có thể xuất trình tài khoản định danh điện tử app VNEID mức độ 2 để chứng minh về nơi cư trú. Các đồng chí cũng nên về các địa phương tuyên truyền cho người dân nên đi đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNEID để thuận tiện khi đăng ký hộ tịch. Ông Lưu nói với trưởng phòng tư pháp các quận huyện của thành phố. Theo quy định tại Nghị định 59 sạc 2022 có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 10, thì tài khoản định danh điện tử có hai mức độ. Mức độ 1 chỉ bao gồm các thông tin cơ bản như số định danh cá nhân, họ, chữ đệm và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, ảnh nhân dung. Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng căn cứ công dân, có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân, thông tin về cư trú, đăng ký xe, thẻ bảo hiểm y tế trong các giao dịch. Để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, công dân đến công an cấp xã hoặc nơi làm thủ tục cấp các công dân để thực hiện. Công dân còn xuất trình căn cứ công dân gắn chip điện tử, cung cấp số điện thoại hoặc địa chỉ thư điện tử và xuất trình các giấy tờ như giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế để tích hợp vào tài khoản định danh điện tử. Cũng tại cuộc họp giao ban, ông Lưu cho biết qua tổng kết hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có 418 giấy khai sinh chưa có mã số định danh cá nhân do có phát sinh lỗi từ phần mềm cấp mã số định danh cá nhân việc không có mã số định danh khi đăng ký khai sinh ảnh hưởng đến đăng ký thường trú và vấn đề cấp bảo hiểm y tế tuy nhiên vấn đề này bộ tư pháp đã có văn bản và sở tư pháp cũng đã làm việc với công an thành phố theo đó những trường hợp khai sinh không có mã số định danh cá nhân thì vẫn phải cấp giấy khai sinh cho người dân đồng thời vẫn giải quyết đăng ký thường trú cấp bảo hiểm y tế cho các trường hợp này